Alo, alo, xin chào các bạn, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số dự án nữa, là một số dự án chatbot nhé các bạn nhé. Đây là hai cái dự án mới mà hôm qua mình vừa mới sưu tầm được. Ok, thì cái dự án đầu tiên là con, vẫn là một cái số cái dự án đầu phi các bạn nhé. Thì dự án này là con Giang này. Mấy cái dự án này thường hay có những cái kiểu như này nhỉ. Gian Global rồi ăn FF, EIF cái gì đó, loại thực phèo lên toàn FF, EI. Con này có ký hiệu là IG các bạn nhá. Đấy. Smart contract chuyên chờ các thứ ở đây. Nói chung là cũng không tính đổi là tệ lắm. Thấy khá là ok. Thì thôi cho free thì cứ lấy thôi mọi người nhỉ. Ấn Start này. Mọi người đánh vào đây HN W U má cô nữa ZP D8 ờ ờ rồi làm sao rồi ở im luôn hả? Ơ hố, xong thôi luôn hả? Sao vậy? Định không cho nhau làm hay thế nào thì phải bảo chứ nhỉ? Ở im thế luôn á? Thế là như thế nào? Thế là không có được nha, không có được nha. Rồi ạ, à, đây, bây giờ nó mới hiện ra này. Các bạn theo dõi mỗi cái một cái Telegram thôi. Quay lại các bạn theo dõi Twitter và Red Twin ở trên đường post nha. Đơn giản vậy nhỉ. Flow này. Ở đây các bạn ấn vào like này. Red Twin này. Rồi quay lại đây các bạn ấn vào Submit. Ấn vào Don. Twin chờ các bạn twin cho nó một cái post này nha. Sau đấy vào Profile này. Mọi người copy lấy Profile. Dán vào Bot nha. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ sử dụng ví Trust Wallet nhé. Đấy, hoặc là các bạn sử dụng ví MetaMask các bạn nhé. Đấy, mình sử dụng ví MetaMask. À, cái này làm rồi chứ. Đây. Rồi, các bạn sẽ ấn vào đây, xong. Join cho mình cái group mình nữa nhé. Đấy, mình join rồi thì quay lại các bạn ấn vào Don thôi. À, bên này thì mình chuyên cái bài viết này đi nhá. Rồi ở đây thì các bạn nó yêu cầu theo dõi chuyên chờ và nó chuyên là tin đường post. Chắc là nó liên kết với cái bọn này. Đây các bạn like Red Twin nhé. Rồi các bạn yes. Đấy các bạn sẽ thấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia các bạn nhé. Dự án này sẽ nhận được khoảng 5,8 đô la, tức là một token khoảng 29 đô la. Các bạn sẽ nhận được 5,8 đô la và 0,5 đô la trong một rack. Mấy cái dự án này thì nó cho như thế này là mình nghĩ là nó đúng rồi. Chứ những cái dự án cứ yêu cầu nói cho 1.000 đô la, 2.000 đô la mình không có tin. Nó cho khoảng 5-10 đô thì thì được. Đấy các bạn thì còn chấp nhận được. Chứ các bạn đừng có nói phét quá rồi cuối cùng cho người ta leo cây. Đấy. Ở đây thì các bạn sẽ làm tiếp cái dự án này nhé, có ký hiệu là CYH. Dự án này cũng sẽ phát khoảng 10.000 coin chứ, tương đương với khoảng 26 đô la. Các bạn ấn vào đây để vượt qua captcha nhé. Hai dự án mình sẽ làm luôn một cái video các bạn nhé. Mình cũng không tách ra nữa, nó mệt ra thêm cho các bạn cũng như mình. Đấy các bạn tích vào đâu có CBAT thì các bạn tích vào. 1, 2, 3, 4. Các bạn phải theo nói nó là nó hỏi cái gì. Để các bạn tích nhá. Không biết thì lại dịch ra thôi, hiểu không các bạn? Không có gì là không biết cả. Không có thì lên mạng dịch ra, hiểu không các bạn? Có ai biết tiếng Anh nhiều đâu mà. Đây các bạn sẽ theo dõi cái group nhá, bốn cái channel luôn hả? Má, cái gì mà yêu cầu kinh vậy?
một này, mày đang đầy group rồi mà ông cứ bắt tôi theo thế này, hai này. Ba này. Theo thế này thì tôi không có group để mà theo đâu mày ạ. Đấy, cái này nó bốn nhá. Đấy, quay lại qua theo dõi Twitter một cái, Twitter hai cái, Facebook một cái là ba. Ôi, còn YouTube đó là 4. Instagram là 5. YouTube đây nữa là 6. Kinh không? Bố mày. Mọi người ấn continue nhé. Flow, like và retweet lại pin đồng post. Trời ạ, tôi mệt với bọn này ghê cơ. Các bạn ấn vào retweet nhé. Rồi, quay lại đây thì các bạn cũng bên này các bạn cũng làm y như thế nhé. Flow, red chuyên thì các bạn chờ một ít mới red nhé, các bạn đừng red luôn thì. Ở đây thì là Flow Facebook. Ở trên này là Flow cái này. Ở đây thì là này thì hôm qua mình đã đăng ký rồi, mình sẽ được chuyển đổi tài khoản nhé. Mình sẽ sang subreddit của con này. Đây, đăng ký này. Đăng ký này. Ok, cái này xong rồi, cái này xong rồi nhá. Các bạn ấn vào xong, xong đi. Dán tên vào đây. Dán tên Twitter vào đây cho nào. Rồi. Theo dõi group, theo ấn tên thì các bạn sẽ vào đây lấy tên nhá. Bố mày tự dưng lại yêu cầu theo kinh quá. Theo dõi YouTube và profiling. Bạn qua kênh của mình này. Ấn profiling này. Copy paste này. Instagram, Facebook các bạn ấn ok. Trôn link nhé các bạn nhé. Các bạn vẫn sử dụng ví trôn thôi. Trôn thì nó ghi là trôn 10 thì cái ấy của mình ấy thì là cũng là trôn nhá. Đấy, các bạn trôn này là trôn 20 và trôn 10 đều được nhé. Các bạn sử dụng ví trôn link cho mình. Rồi, ok. Các bạn vào rep link để giới thiệu bạn bè của mình cũng tham gia các bạn nhé. Dự án này trả về ví trôn link. Đấy, các bạn sử dụng ví trôn link cho mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Các bạn sẽ nhận được 20.000 tương đương với khoảng 26 đô la và một cái dự án nữa là cái dự án này khoảng 0,02 đồng IG và tương đương với khoảng 58 đô la nhé. Hai dự án này mình sẽ để chung một video. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình cũng như đăng ký cái dự án ủng hộ mình nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.